Ok, chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video Chuông Giá Vàng vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, có phiên giao dịch thứ hai đầu tuần. Kế hoạch giao dịch vàng của chúng ta ở trong ngày này là gì? Nhà mình cùng đi sơn và phân tích biểu đồ giá vàng trên cùng ngày để chúng ta có một kế hoạch giao dịch tốt nhất ở trong ngày này nhà mình nhé. Ngay từ đầu ngày, bên giá vàng đã có nhịp bật tăng lên rất là tốt ở trong cây nến M15, cây nến 15 phút. Với lực tăng lên ngay từ đầu ngày của bên giá vàng từ vùng 2345 và vàng kéo tiếp lên trên vùng 2372. Lực tăng lên của giá vàng ngay từ đầu ngày lên đến hơn 280 pip trong đúng một cây nến M15. Giá vàng bật tăng tốt và tạo cho chúng ta một cái gap tăng lên ngay từ đầu ngày. Nguyên nhân chính là bởi vì ở giai đoạn cuối tuần trước vào ngày 13 tháng 4, chúng ta có sự kiện Iran phóng UAV tên lửa nhắm thẳng vào Israel. Đấy, Iran phản công tấn công vào Israel nhé. Nội bộ Israel phải họp khẩn, hàng loạt các nước đóng cửa không phận. Tình hình chiến tranh ở bên Trung Đông bây giờ rất là căng thẳng luôn. Đêm ngày đó chúng ta có cuộc tấn công của Iran bắn tên lửa cực kỳ ác. Làm cho khiến ít nhất 349 người thiệt mạng, trong đó có 68 dân thường. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 7 tháng 4 vừa tuyên bố rằng Israel thề không có lệnh ngừng bắn cho đến khi Hamas thả tất cả con tin. Đấy, cực kỳ là nóng đối với tình hình chính trị và ở bên Trung Đông nhé. Cực kỳ là nóng luôn, làm cho bên giá vàng chạy ngay từ buổi sáng đã có nhịp bật tăng lên rất tốt nhé. Vàng tăng tốt như vậy và đang chạm vào hai đường dây điện màu tím và màu vàng đây. Đấy, đây chính là vùng cản ở bên giá vàng nhé. Chúng ta đang có cái cản ngay từ đầu ngày là quanh mốc giá 65, và bên giá vàng cũng đang chạm vào cái cạnh giữa của mô hình kênh trên cung tuần. Đấy, đây chính là cạnh giữa nhé. Áp lực bán bên giá vàng quanh giá 65 đến 70 đang rất là lớn, làm cho bên giá vàng có một nhịp giảm nhẹ. Vào 7:30 tối ngày hôm nay thì chúng ta có tin liên quan đến đồng đô. Cuối tuần thì chúng ta có cuộc chiến tranh ở bên Trung Đông. Nhà mình thấy được rằng là bây giờ chúng ta đang ở bên châu Á. Đấy, châu Á. Mình nên trân trọng cái điều đó và nên cảm thấy mình rất là may mắn. Đấy, chiến tranh ở bên Trung Đông không những diễn ra từ bây giờ mà trước đó đã diễn ra rất lâu rồi. Cực kỳ là hỗn độn ở bên Trung Đông. Xung đột về tôn giáo, xung đột về văn hóa, sắc tộc. Đấy, là những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến tranh ở Trung Đông ấy. Cuộc chiến tranh giữa người Hồi giáo lẫn người Do Thái. Lớn. Mình ở bên châu Á bây giờ đang được tận hưởng cuộc sống hòa bình, là mình cảm thấy nên cảm thấy may mắn và tận hưởng cuộc sống thật là tốt đẹp đi. Đấy, tận hưởng cuộc sống thật là tốt đi nhá. Vào 7:30 tối ngày hôm nay chúng ta có tin doanh số bán lẻ cốt lõi và tin chỉ số sản xuất Empire State. Tin liên quan đến đồng đô, doanh số bán lẻ cốt lõi sẽ là tin quan trọng nhất ở trong ngày hôm nay, và tin này được dự báo là tin tốt cho đồng đô kỳ trước mức 0,3% và bật tăng lên mức được dự báo và tăng lên mức 0,5%. Tin doanh số bán lẻ cốt lõi là tin được phát hành hàng tháng khoảng thời gian giữa tháng.
đo thay đổi tổng giá trị doanh số bán lẻ ở cấp độ bán lẻ, không bao gồm ngành ô tô. Đó. Tin chỉ số sản xuất Empire State cũng được dự báo là tin tốt cho đồng đô, kỳ trước mức âm 20,9 điểm và kỳ này bật tăng lên mức âm 5,2 điểm. Tin chỉ số sản xuất Empire State so với mức 0 điểm. Đó, nếu mà trên 0 điểm thì cho thấy điều kiện đang được cải thiện, điều kiện kinh tế đang được cải thiện, còn dưới mức 0 điểm là đang cho thấy là xấu đi nha. Đây là chỉ báo hàng đầu về tình hình kinh tế. Các doanh nghiệp phản ứng nhanh chóng với điều kiện thị trường và những thay đổi trong tâm lý của họ có thể là tín hiệu sớm về hoạt động kinh tế trong tương lai như chi tiêu và tuyển dụng. Đây là tin khảo sát khoảng 200 nhà sản xuất ở bang New York, yêu cầu người trả lời đánh giá mức độ tương đối của các điều kiện kinh doanh chung. Quan điểm của Hoàng về hai tin được công bố vào tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có tin tốt cho đồng đô. Tối ngày hôm nay giá vàng sẽ có một nhịp giảm xuống sau khi tin tức được công bố ra. Đấy. Tối ngày hôm nay chúng ta giao dịch vàng, chúng ta thực chiến tin xu hướng chính mà Hoàng dự báo vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ canh bán vàng xuống nhé. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có tin tốt cho đồng đô. Đó. Vậy vào buổi sáng, buổi trưa chúng ta giao dịch như thế nào? Xu hướng mà giá vàng sẽ di chuyển vào buổi sáng, buổi trưa. Chúng ta cùng điểm qua bên chỉ số DXY xem buổi sáng, buổi trưa chỉ số DXY chạy ra sao nhé. Chỉ số DXY là chỉ số liên quan đến đồng đô, mà đồng đô bây giờ ảnh hưởng lớn đến giá vàng này. Đấy. Ảnh hưởng ngược lại, nếu mà đô tăng thì bên vàng sẽ có một nhịp giảm. Nó không đi đúng 100% nhưng sẽ đi đúng từ 80 đến 90%. Đấy, tỷ lệ ngược, tỷ lệ nghịch nhé. Hiện tại bên chỉ số DXY đang có một nhịp test về đường trend trên khung MA30. Chúng ta đang có cái đường trend đen đen bằng tô ở đây. Đây là đường trend trên khung MA30. DXY đang dần test về đường trend này. Quanh mốc giá 105.5 đô và đã gãy ra khỏi mô hình tam giác rồi. Đấy, chúng ta có mô hình tam giác ở đây, ở bên DXY. Tệ hơn cho bên DXY rằng DXY còn gãy luôn ra khỏi đường trend trên khung H4. Chúng ta có trend H4 ở đây, H4. Để rõ hơn ở trên khung H4 thì mình lỗi cho Hoàng cái hai cái đỉnh cũ này. Chúng ta có hai cái đỉnh cũ ở đây. Đấy, hai đỉnh cũ này. Quanh mốc 104.2 này và 104.7, hoặc nhà mình có thể chuyển sang biểu đồ đường để cho ta nhìn thấy được cái vùng đỉnh cao, đỉnh để mình kẻ này. Đấy, hai cái vùng đỉnh tròn tròn này. Nhà mình lối lại chúng ta sẽ có được cái vùng kháng cự ở trên giá 105.7 nhá. Đấy, 105.7. Thế là bên DXY đã có một nhịp giảm xuống ngay từ đầu ngày và đang dần chạm vào hỗ trợ. Chạm vào hỗ trợ, liệu DXY có hồi phục lên hay không? Đi rộng hơn ở trên khung lớn, chúng ta cũng thấy được rằng BB của DXY đang trong trạng thái bỏ và đang có xuống, dốc xuống, đang dần chạm vào cái đường màu đỏ này, cái dây điện màu đỏ này. Đấy. DXY đang dần chạm vào hỗ trợ, khá là ngược với tình hình chiến tranh ở bây giờ. Bên đô đang được dự báo và tăng lên, gây ra áp lực bán bên giá vàng, gây ra áp lực bán nhé. Khá là ngược lại với tình hình chính trị ở thời điểm bây giờ. Tình hình chính trị rất là căng thẳng ở bên Trung Đông, thậm chí là có nguy cơ dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đấy nhà mình. Quá là tệ ở đây luôn. Nhà mình thấy được gì không? Vàng lên quá cao không phải là một cái dấu hiệu tốt đâu. Đấy, vàng bây giờ phi lên vùng 2360 rồi đấy. Vàng quá cao luôn, thậm chí là 2430 ấy. Vàng cao như vậy thì tình hình chính trị và nền kinh tế nó bị rất là xấu. Nó xấu thì mọi người mới mua vàng nhiều đến như vậy. Mọi người cảm thấy là
lo sợ đám đông đang lo sợ mất mát tiền của nên là mọi người mua vàng để tích trữ tài sản phòng cái trường hợp là tiền mất giá thì chúng ta còn vàng để lao là bình ổn nền kinh tế thì bán vàng ra thì vẫn giữ được tiền đấy. Nên là mọi người mua vàng rất là nhiều ấy, mọi người mua vàng nhiều chứng tỏ tâm lý đám đông sợ cho một cuộc chiến tranh và cuộc khủng hoảng chính trị lớn sẽ diễn ra đấy, mọi người sợ như vậy nên mọi người mua vàng rất là đông nhỉ. À, bên Dicky bây giờ đang chạm hỗ trợ. Quan điểm của Hoàng về chỉ số Dicky ở trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ có Dicky ngày hôm nay sẽ gãy ra khỏi đường trend trên khung M30. Đường trend này, quan điểm của Hoàng nó sẽ là đường trend khá yếu nhé. Dicky ngày hôm nay sẽ đi đi sideways quanh cái đường trend này, đó đi sideways tầm buổi sáng buổi chiều, sau đó là buổi tối là Dicky sẽ có nhịp gãy. Đấy, đẹp thì tầm chiều tối Dicky sẽ có nhịp gãy sâu. Sau chiều tối Dicky sẽ có nhịp gãy sâu nhé. Sau đó tầm gần lúc ra tin 7:30 chúng ta sẽ có tin tốt cho đồng đô và Dicky sẽ hồi lên. Đấy, cái trend chính mà chúng ta giao dịch vào buổi sáng, buổi trưa. Nhà mình có phần gì đó đánh đổi ở đây. Chúng ta đánh đổi ra Dicky ở trong ngày hôm nay vào buổi sáng, buổi trưa sẽ gãy ra khỏi đường hỗ trợ. Gãy ra khỏi đường hỗ trợ và giảm sâu. Chiều tối Dicky sẽ có nhịp hồi lên. Đấy, đánh đổi tại hỗ trợ. Chuẩn ra chạm hỗ trợ thì chúng ta phải canh bán vàng nếu mà Dicky đang có dấu hiệu tăng. Mà hôm nay chúng ta sẽ đánh đổi. Đánh đổi. Vàng trong phiên thứ sáu có một nhịp giảm sâu. Vàng thế giới có một nhịp giảm sâu như vậy trong phiên thứ sáu thì giá vàng ở trong nước cũng có một nhịp biến động cực kỳ lớn ở trong thứ sáu tuần qua luôn. Ở tuần qua ở trong nước vào ngày 13 tháng 4 tức là thứ bảy tuần trước, chúng ta có tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội với đầu mua vào mức 80,8 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 83 triệu đồng trên lượng, giảm 2,1 triệu đồng trên lượng ở đầu mua vào và giảm 1,9 triệu đồng trên lượng so với đầu bán ra. Giá vàng nhẫn 4 số 9 có đầu mua vào mức 74,6 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 76,5, giảm 1,1 triệu đồng trên lượng và 1,6 triệu đồng trên lượng ở đầu bán ra. Đấy. Vàng trong nước bây giờ đang biến động lớn và vàng giảm như vậy ở trong tuần qua đối với giá vàng vật chất Hoàng cũng báo rằng là vàng giảm rồi. Chúng ta sẽ không nên mua vàng ở thời điểm bây giờ mua bán vàng nhé. Vì biến động lớn mà rủi ro nó lại cao ấy, không nên mua bán vàng ở cái vùng này nha. Nếu mà mọi người mua để tích trữ dài hạn thì thời gian nào thì cũng mua được ấy, mình mua giá rẻ vàng giảm xuống càng rẻ thì mình càng mua đấy. Còn là mình mua để đánh lướt ấy, mua để lấy lãi sinh lời thì là Hoàng khuyên là trong thời điểm bây giờ không nên mua vàng nha, không nên mua. Mua bây giờ rủi ro lớn quá. Trend chính mà chúng ta dự báo ở bên đô bây giờ sẽ có một nhịp gãy ra khỏi đường trend trên khung M30, sau đó giảm xuống sâu. Đấy, giảm xuống sâu. Giá vàng sẽ được dự báo bật tăng lên tốt ở giai đoạn đầu ngày. Đầu ngày. Vậy trend chính của chúng ta giao dịch ở buổi sáng thì mình sẽ canh mua vàng lên. Đây chính là vùng mà chúng ta canh mua vàng. Vùng mua. Ui à, đây là vùng chúng ta mua vàng. Bài. Chúng ta sẽ canh bài vàng tại giá 2148 đến 2152. À, 2148 đến 2152 L tại giá 2100 2300 46 à,
Bay vàng quanh giá 2.348 đến 2.352, L tại giá 2.346 và đặt TP trên vùng. TP1 đặt cho hàng tại giá 1. TP1 đặt cho hàng tại giá 2.380 và TP2 tại giá 2.383. Trend chính chúng ta giao dịch vào buổi sáng, chúng ta sẽ canh buy vàng lên. Chiều tối tin tức được công bố ra, chúng ta sẽ canh bán vàng xuống. Nhà mình giao dịch ở đây là đánh ngược so với bên kỹ thuật. Vàng đang chạm vào các vùng hỗ trợ, các vùng kháng cự ở trên rồi. Nhưng mà chúng ta buy vàng lên vì tình hình chính trị bên Trung Đông và buy vàng theo tâm lý của đám đông mua vàng. Không những vậy, bên phần hỗ trợ hay là bên phần mô hình nến thì cũng thuận cho việc mà chúng ta buy vàng. Bởi vì trước đó chúng ta có cây nến mà tăng lên tốt như vậy. Quan điểm của hàng là giá vàng sẽ có nhịp bật tăng lên nha. Và tăng lên ở trong ngày hôm nay. Hy vọng cái bài giao dịch này sẽ giúp ích được cả nhà ở trong quá trình đầu tư. Nếu mà mọi người muốn tham gia vào nhóm VIP hay nhóm cộng đồng, mọi người ấn vào link ở phần giới thiệu của video này cả nhé. Hoặc cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc nhà mình tuần mới giao dịch thật thành công và thật nhiều thành quả ở trong tuần này nhà mình nhé. Ok cả nhà, bye bye cả nhà, bye bye.